Quảng Châu, Trung Quốc. Trận bán kết 2 giữa Chí Linh và Hoàng Diệu, đôi nam nữ. Số 3.
Tiếp theo các trận chung kết sẽ diễn ra ở trên sân số 1 và số 2. Đây là các huấn luyện viên nghỉ. Chương trình thời gian qua các vận động viên được nghỉ một phút để đá các trận tiếp theo. Hiện nay sẽ còn một trận bán kết đôi nam tướng và bốn trận chung kết. Ban tổ chức chúng tôi xin đề nghị thành Văn Thiết và ban tổ chức để đề nghị anh thành Văn Thiết của câu lạc bộ chuyên nghiệp. Những bàn ban tổ chức của hội viên trên sân số 1 sẽ diễn ra trận chung kết đôi nam trẻ Thiên Quang Ngọc Chí Linh. Mời các huấn luyện viên tham gia thi đấu. Trên sân số 1 sẽ diễn ra trận chung kết đôi nam trẻ Thiên Quang Ngọc Chí Linh. Mời huấn luyện viên Quân bắt trên sân số 1. Come on.
trên sân số 3 đang diễn ra trận bán kết đôi nam tướng chuyển qua gặp bàn kết. Trên sân số 1 diễn ra trận chung kết đôi nam trẻ chuyển qua gặp Chí Linh. Mời công nhân chuẩn bị. Trận chung kết đôi nam trận chung kết đôi nam trẻ Thiện Quang gặp Chí Linh trên sân số 1 trọng tài cho các viên khởi động, trọng tài quân cho các viên khởi động trước trận thi đấu 1. Khởi động thôi. Thank you.